Xin chào anh chị cùng toàn thể các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, hotline 082 55 33666. Thì những anh chị cô dì chú bác nào đang quan tâm tới các dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghiêm ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và kích sóng thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên gọi điện tới số hotline của bên em để được nhân viên bên em tư vấn anh chị nhé. Ngoài ra là bên em còn nhận độ chế máy ghiêm, camera định vị và tất cả các đồ vật theo yêu cầu của quý khách hàng, ví dụ như ổ điện, bóng đèn, mũ bảo hiểm, mũ lưỡi chai, xe dầu đầu, xe vim tẩy rửa cũng như là vô vàn sản phẩm khác. Và mọi cái sản phẩm chế bên em ấy thì đều giữ nguyên hiện trạng của sản phẩm gốc anh chị nhé. Thì anh chị nào mà có nhu cầu ấy, thì cần chụp hình ảnh sản phẩm mình muốn chế, sau đó là gửi qua Zalo, Facebook số điện thoại 666 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn hướng dẫn hỗ trợ anh chị 24/24 để anh chị có thể lựa chọn được những sản phẩm hài lòng nhất, ưng ý nhất anh chị nhé. Thì quay trở lại với series giới thiệu sản phẩm của bên em ấy, thì là ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị một bộ sản phẩm trong thời gian vừa qua được rất nhiều khách hàng mua, tin tưởng và sử dụng, cũng như là cái phản hồi của khách hàng về bộ sản phẩm này cực kỳ là tốt. Đó chính là chiếc camera ngụy trang cốc sạc anh chị nhé. Và cụ thể ở đây là bên em có hai mẫu camera ngụy trang cốc sạc, đó là một là mẫu iPhone này, hai là mẫu Samsung này. Đấy, thì là hai cái mẫu này chỉ khác nhau về mỗi cái hình dáng thôi, còn phần mềm sử dụng cũng như là cách sử dụng của hai thiết bị thì là đều như nhau nhé, cũng như là chất lượng hình ảnh hay các thứ là 100% như nhau hết, khác nhau là mỗi cái là hình dáng và kích thước thôi. Đấy, thì là khi mua bộ sản phẩm này về thì bên em sẽ tặng kèm anh chị này, thứ nhất là có một cái đầu đọc thẻ nhé, thì là khi anh chị mà quay video lưu vào thẻ nhớ xong thì anh chị có thể rút thẻ nhớ ra, sau đó cắm vào máy tính laptop để mình là xem lại dữ liệu thì cực kỳ là ok anh chị nhé. Tiếp theo đó là bên em sẽ đi kèm theo anh chị là một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 128GB. Với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị có thể lưu giữ được video dữ liệu lên đến 20 ngày liên tục và sẽ có là chức năng là ghi đẩy cũng như ghi đè, tức là sau khi đẩy thẻ nhớ sang ngày 21 tự động xóa ngày 1, sang ngày 22 tự động xóa ngày 2, để là làm sao anh chị là có thể là lưu giữ được video dữ liệu trong vòng là 20 ngày gần đây nhất. Tiếp theo đó là cái chế độ chính sách bảo hành ấy, thì mọi sản phẩm bên em thì đều bảo hành cho anh chị 1 năm nhé, đều bảo hành cho anh chị 1 năm. Khi anh chị mới mua về mà có lỗi của nhà sản xuất, có lỗi của kỹ thuật thì bên em sẽ 100% đổi mới cho anh chị. Ngoài ra cái mặt đằng sau này là bên em ghi rất chi đầy đủ tên sản phẩm, số điện thoại cũng như thời hạn bảo hành, kèm theo đó là logo eSIM 360 đây. Thì là trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị là có thể là liên hệ với bên em. Thế ngoài ra là còn có một tờ giấy hướng dẫn cài đặt camera mini siêu nhỏ bằng tiếng Việt nhé, thì là bên em dịch rất chi là đầy đủ rồi. Đây, từ các bước tại phần mềm lúc cam này, đến lúc cắm jack pin khởi động camera, đến lúc thoát hẳn ra ngoài và kết nối thành công, thì từ A đến Z là bên em ghi hết vào trong này rồi. Thì là anh chị khi mua hàng về là có thể là nhìn vào đây để là sử dụng một cách là mượt mà hơn, trơn tru hơn anh chị nhé. Đấy, và với cái bộ sản phẩm này ấy, thì là anh chị là hoàn toàn có thể là sử dụng như một chiếc cốc sạc bình thường là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là mình có thể biến nó thành một chiếc camera giám sát ở trong gia đình cực kỳ là kín đáo anh chị nhé, với độ phân giải là full 4K, xem video là có âm thanh, xem được online trực tiếp từ xa, không giới hạn khoảng cách khi nơi đặt cam có wifi, góc quay cực kỳ là rộng anh chị nhé, lên đến là 170 độ, quay rất chi là sắc nét này, rõ ràng không bị delay. Đấy, ngoài ra là cái bộ sản phẩm này ấy, mình sử dụng thì mình cứ cắm điện vào ổ thôi, là khi đó nó sẽ sử dụng 24/24 nhá. Bình thường như cốc sạc ấy, mình cắm ấy, mấy khi mình mở ra đúng không anh chị? Đấy, và bây giờ em sẽ cùng anh chị là đi đến tìm hiểu hình dáng này cũng như là các tính năng cách sử dụng của bộ sản phẩm nhé. Anh chị có thể thấy này, iPhone và Samsung này, đấy, 100% là như một chiếc cốc sạc bình thường nhé. Ở đây là nó sẽ có hai mắt của camera này, anh chị có thể thấy đây, mắt camera này, đấy, nhìn như này thì người ta không tưởng tượng được đây là mắt camera đâu, đây người ta nó chỉ tưởng tượng là như một cái trang trí cho làm cho nổi bật lên một cốc sạc thôi. Tiếp theo đó là ở đây nó sẽ có nút báo đèn anh chị nhé, đây. Nút báo đèn này, một cái thì nằm ngang, một cái nằm dọc đây. Thì ở đây tí nữa khi mình cắm vào thì nó sẽ là hiện đèn báo lên nhé. Một bên là đèn báo, báo hiệu là camera đã bắt đầu đi vào hoạt động. Một bên là nút reset, thì trong quá trình sử dụng camera không phát ra mã wifi thì anh chị đã có thể là dí vào đấy 10 đến 15 giây để reset anh chị nhé. Và ở dưới này là khe cắm thẻ nhớ đây. Đây, khe cắm thẻ nhớ đây. Đấy, anh chị để ý cho em này. Cả hai cái khe cắm thẻ nhớ này là mình đều cắm cùng một chiều nhé. Anh chị đều cắm cho cái mặt thẻ nhớ này nó hướng về phía cái chân sạc đây, đây như này nhé anh chị nhé, đây đấy, anh chị để vào đấy, như này là xong thôi. Bây giờ mình muốn sử dụng thì anh chị là cắm vào ổ cho em đấy. Mình sẽ là random anh chị nhé, tiễn là vào kết nối wifi của mã nào thì mình là test luôn mã đấy.
Đấy, và bây giờ mình muốn sử dụng được thì anh chị là lấy điện thoại ra này, tải ra phần mềm có tên là Lookcam về anh chị nhé. iPhone thì sẽ vào App Store, iPhone vào App Store này, phần mềm Lookcam này. Còn anh chị là mà dùng Samsung thì có thể vào cửa hàng CH Play. Còn đâu những anh chị là mà dùng Vivo, Oppo, Redmi, Xiaomi tương ứng thì là vào những cái phần mà tải phần mềm về tương ứng là mình tải về được, thì anh chị tải trên phần mềm Lookcam này. Sau khi tải về xong thì anh chị là quay trở lại màn hình chính này, đi tìm wifi nhé. Tất cả các dòng xem online trực tiếp từ xa bên em nó sẽ đều phát ra một mã wifi rất chi là dài và không có mật khẩu. Đây, bắt đầu bằng sự ép đây, anh chị có thể thấy đây, em cắm hai cái thì tổng cộng là đang có hai cái đây nhá. Mình có thể kết nối bừa một cái đều được. Đây, mình kết nối bừa một cái đi, tại vì hai cái này chất lượng hình ảnh nó như nhau mà cách sử dụng như nhau. Thì anh chị có thể thấy đấy, ở đây đợi 5 đến 10 giây là sẽ là kết nối thành công. Và khi anh chị cài đặt kết nối xem online trực tiếp từ xa thì cái mã wifi này nó sẽ tự động ở đi, cũng như là khi anh chị xem ở gần muốn đặt mật khẩu cho nó thì anh chị hoàn toàn có thể đặt được trực tiếp ở trên phần mềm nhé. Thì sau khi kết nối xong anh chị ấn trở về, anh chị vào cho em phần Lookcam này, đang là hên xui anh ạ, không biết là vào con iPhone hay con Samsung, thì anh chị ấn cho em vào cancel này. Đấy, ở đây nó sẽ hiện device online nhé, anh chị ấn vào tiếp này. Ở đây nó sẽ hiện là cancel và là modify. Anh chị muốn đổi mật khẩu thì sẽ ấn vào modify này. Oh, password là mật khẩu cũ nhé, mật khẩu cũ của nó mặc định sẽ là 123456. New password là mật khẩu mới. Con pin là xác nhận mật khẩu mới, thì là anh chị là có thể là đặt mật khẩu cho thiết bị này, thì là khi đó là người ta muốn vào đây xem được ấy thì là người ta là phải yêu cầu phải có mật khẩu anh chị nhá. Đấy thì người ta lại sẽ không vào được. Sau đó mình ấn vào giữa này. Mình sẽ ấn cancel này. Đây là xem anh chị nhá, đây để em xem là nào. Đây. Đây. Đây là mắt của con camera ngụy trang cốc sạc iPhone. Đấy, bây giờ em sẽ cùng anh chị test chất lượng này. Nhé. Yeah. Bây giờ em để như này thì bị ngược đúng không? Nhưng này không vấn đề gì cả, anh chị có thể quay này, quay lên này, quay xuống này. Đấy, rất chỉ là ok. Anh chị nó có thể quay trái, quay phải này. Đây. Anh chị có thể thấy đây. Rất chỉ là hay nhé. Đây. Đợi em tí. Quay lên này, quay xuống này, quay trái này, quay phải này, đấy cực kỳ là ok, lúc đấy là em để ngược. Đấy, thì anh chị có thể thấy là chất lượng hình ảnh ở đây nhé, nó sẽ là 1080, thì là ở đây là mình có thể lựa chọn chất lượng hình ảnh tối đa là 4K nhé, anh chị có thể ấn vào 4K này. Đấy, anh chị có thể thấy là sau khi mình chuyển sang chất lượng hình ảnh full 4K ấy, thì đây, các thứ nhìn đây thì cực kỳ là nét anh chị nhé. Và đây nó sẽ là đầy đủ ngày giờ phút giây cho anh chị, đầy đủ ngày giờ phút giây này. Ngoài ra anh chị có thể zoom to, zoom nhỏ, zoom to, zoom nhỏ tùy ý. Đây, còn anh chị là muốn tắt cái nút báo đèn của nó đi. Ở đây anh chị có thể thấy là nó đang đỏ đỏ đây anh chị nhá. Anh chị muốn tắt nó đi thì anh chị là ấn vào cái biểu tượng là bóng đèn này. Đấy, ở đây nó sẽ tối on luôn anh chị nhá. Đấy, rất chi là hay, rất chi là bảo mật. Còn anh chị nào mà muốn đèn sáng thì anh chị ấn một lần nữa này. Đèn lại sáng lên này. Đấy. Ngoài ra anh chị nào mà muốn là anh chị nào mà muốn quay ban đêm thì anh chị ấn vào cho em biểu tượng 3 chấm. Cái này nó sẽ trở về đen trắng anh chị nhé. Nó sẽ là hỗ trợ quay ban đêm dưới ánh sáng mờ. Để hỗ trợ quay ban đêm dưới ánh sáng mờ. Anh chị ấn một lần nữa thì nó lại về quay ban ngày. Đấy. Ấn vào một lần nữa lại về quay ban ngày này. Ngoài ra anh chị là có thể là ấn vào đen trắng ở đây. Ấn vào đen trắng ở đây thì nó sẽ là tăng màu sắc anh chị nhé. Đây. Như là anh chị để lên tầm độ 70 là màu sắc nó sẽ rất chi là sặc sỡ này. Hình mặt trời đây thì sẽ là tăng độ sáng nhé. Đây chỉ có thể thấy sau khi tăng xong này, cực kỳ là ok. Đấy. Ngoài ra anh chị là mà muốn chụp ảnh thì anh chị sẽ ấn vào biểu tượng máy ảnh này, chụp ảnh này, chụp ảnh này, chụp ảnh này. Anh chị là muốn ấn quay phim thì sẽ ấn vào biểu tượng máy quay đây nhé. Đấy, nhưng mà muốn quay phim mà có cả âm thanh nữa thì anh chị ấn cho em vào cái loa này, mic này. Ở gần mà mình để âm thanh nó sẽ bị xung âm nhá, anh chị giảm memo cho em. Sau đó ấn vào biểu tượng máy quay này. Đây, ấn vào biểu tượng máy quay này. Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại với công ty thiết bị điện tử Nghe Nhìn. Hotline 082 55 33 66 anh chị nhá. Đấy thì là sau khi anh chị là quay xong thì anh chị sẽ ấn vào cái biểu tượng máy quay một lần nữa này. Đấy, như này là đã quay xong rồi. Và bây giờ anh chị muốn xem là cái hình ảnh lúc nãy mình chụp nó lưu ở đâu, cũng như là cái video nó lưu ở đâu thì anh chị ấn quay trở về giúp em nhé. Ở đây anh chị có thể thấy là nó hiện photo này, mình sẽ ấn vào photo này.
ở đây nó sẽ là đầy đủ lũ hình ảnh nữa mình chụp này. Anh chị có thể là zoom to zoom nhỏ bình thường nhá, đầy đủ ngày giờ phút giây đây video này, anh chị ấn vào xem này. Anh chị là có thể thấy đấy, quay thì cực kỳ là nét nhá, độ phân giải là full 4K đấy, xem video thì có âm thanh đấy. Ngoài ra anh chị muốn xem được online trực tiếp từ xa ấy, thì anh chị làm cho em theo các bước này. Ở đây anh chị có thể thấy này, nó sẽ hiện biểu tượng bánh răng lên nhá, anh chị ấn vào bánh răng này, là bước đầu tiên. Bước thứ hai anh chị ấn cho em vào device setting đấy, là bước thứ hai. Bước thứ ba anh chị là có thể thấy là ở đây nó sẽ ra rất chi là nhiều mục này. Alarm config này, tức là cảnh báo chuyển động. Modify device password thì tức là thay đổi mật khẩu. SD card setting thì tức là cài đặt thẻ nhớ, thì anh chị ấn vào cài đặt thẻ nhớ này. Sau khi vào đến phần cài đặt thẻ nhớ này xong thì anh chị bật hết nút xanh lên cho em. Chất lượng hình ảnh đây mình sẽ để HD cho nó nét nhá. Ở đây nó sẽ có từ 1 đến 30 thì ở đây mình sẽ lựa chọn là 30, bởi vì đa phần là chiếc camera này là mình sẽ đặt cố định ở nhà để làm camera là học sát, thế nên là mình không cầm đi đâu cả thì mình sẽ đặt 30. 30 là như thế nào? 30 tức là cứ 30 phút nó sẽ cắt ra một video và nó lưu vào thẻ nhớ cho mình. Đấy, còn đây chính là cái phần là xóa dữ liệu của thẻ nhớ anh chị nhá. Còn sau khi là cài đặt xong ấy thì là anh chị đã thoát ra ngoài. Anh chị đợi em tí. Em vừa ấn vào chỗ format thẻ nhớ. Nó về ập luôn này, mình phải kết nối lại này. Nhiều trường hợp rất hay gặp đấy. Thứ nhất là anh chị ấn format thẻ nhớ. Cái thứ hai là khi anh chị kết nối sang từ xa xong mà anh chị là ấn OK thoát ra ngoài ấy, thì là nó sẽ là rơi vào cái tình trạng đấy anh chị nhé. Anh chị ấn vào nút cam này. Cancel này. Cancel này. Đây, anh chị có thể thấy đấy. Đấy. Còn mình muốn xem từ xa anh chị ấn vào cài đặt này. Ấn vào là device setting này. Ấn vào wifi setting này. Đấy. Anh chị có thể thấy ở đây nó sẽ hiện ra rất nhiều cái mạng wifi nhá. Thì anh chị sẽ ấn vào cái mạng wifi mà nơi nhà mình đặt này. Anh chị nhập mật khẩu thật chính xác này. Anh chị ấn OK nhá. Nhập thật chính xác cho em, ấn OK này. Tiếp sau đó là anh chị là thoát ra hẳn màn hình chính này. Anh chị đợi cho em là khoảng 1 đến 2 phút ở như trong cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này đây. Thoát hẳn ra màn hình chính, đợi khoảng 1 2 phút để camera khởi động lại, rồi vào phần mềm nút cam là kết nối thành công. Đấy. Thì là anh chị bây giờ anh chị có thể thấy nhá. Bây giờ mình vào phần cài đặt này. Đây nhá. Anh chị vào phần nút cam này. Cái này thì không liên quan đến em xóa đi này. Ở đây nó hiện device online này. Đây. Hiện device online nhá, anh chị ấn vào đây để xem này. Cancel này. Đấy, anh chị nhá. Đây nhá, em sẽ test cho anh chị này. Sau khi mình kết nối xong từ xa xong ấy, thì anh chị đi ra ngoài cách hàng trăm hàng nghìn km anh chị vẫn có thể xem được, vì sao? Vì là anh chị chỉ cần có mạng thôi là được. Đây, em tắt wifi đi này. Bật 3G lên này. Đấy nhá. Anh chị có thể thấy là mình vẫn là có thể xem được bình thường anh chị nhá. Đây. Chỉ cần điện thoại mình có mạng thôi là được, 3G hay 4G đều được. Ngoài ra anh chị muốn chia sẻ cho người khác xem cùng ấy thì anh chị là có thể là copy cho em cái mã wifi này, bắt đầu bằng F720 đây. Xong anh chị bảo người ta tải phần mềm Lookcam về. Ấn vào hình dấu cộng. Sau đó ấn vào là ADD New Online Camera, anh chị ấn vào đây. Thì ở đây nó sẽ ra rất chi là nhiều mục anh chị nhá. Thì cái đầu tiên ở đây mình sẽ có thể là ghi là K1. Ở dưới này là sẽ là cái mã wifi bắt đầu bởi chữ F như em nói đấy nhá. Còn ở dưới này là cái mật khẩu của camera của mình. Nếu anh chị mà chưa đổi mật khẩu thì nó sẽ là 123456. Còn anh chị là một đổi rồi ấy, thì là anh chị là ấn cái mật khẩu mới, sau anh chị ấn OK. Thì là khi đó là hai người hay ba người sẽ xem được cùng một lúc ở trên điện thoại nhá. Ngoài ra là anh chị có thể ấn vào cái biểu tượng 4 chấm này. Ở đây là nó sẽ là đầy đủ cho anh chị là đây.
anh chị là có thể là lựa chọn cùng một phát là nhiều file nhé. Đây ví dụ anh chị sử dụng 4 cái thì anh chị cho cả 4 cái vào đây, đấy rất chi là dễ sử dụng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua hàng thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên, gọi điện tới số hotline của bên em anh chị nhé. Anh chị lưu ý cho em này, cả camera iPhone này, cả Samsung này, cả hai cái là chất lượng hình ảnh các thứ nó đều như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi mẫu mã thôi anh chị nhé. Thế nên là anh chị mua hàng anh chị là nhớ nhắc bên em là cho anh mua camera iPhone hoặc camera Samsung, là bên em sẽ biết mẫu nào và gửi cho anh chị. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo ạ.